Mến thưa quý bà con cô bác, Minh Toàn đang đứng ở tại trong khu du lịch Sunwood của Quảng Ninh. Và hiện tại là Minh Toàn đang đứng ở cái chỗ này là khu tàu, biết là khu gì, tên nó cả là gì? À, khu tàu lượn rất là cảm giác mạnh nhất, tức là một trong những cái nơi mà trò chơi mạnh nhất ở trong khu Sunwood của Quảng Ninh này. Và bây giờ Minh Toàn sẽ gửi đến quý bà con cô bác một số cái hình ảnh về cái trò chơi này, trò chơi mạo hiểm nhất ở trong cái khu du lịch Sunwood Quảng Ninh nhé. Đây, khi mà chúng ta vào đây là chúng ta sẽ đi vào cái cổng vào đây, nó sẽ có một cái cổng vào như thế này. Chúng ta sẽ vào đây. Vào đây thì khi mà đã mua vé vào trong cái khu du lịch Sunwood này rồi, cái khu nhà rồng này rồi, thì quý bà con cô bác chúng ta không phải mất thêm vé gì nữa. Chúng ta thưởng thức các trò chơi. Ở trong này thì các cái tủ này gồm các cái tủ đồ để mà chúng ta có thể là gửi đồ. Ví dụ như Minh Toàn đây, là đang có cái ba lô chẳng hạn. Đây, ba lô như thế này. Đấy, thì Minh Toàn sẽ vào trong này, Minh Toàn sẽ gửi đồ. Gửi đồ trong này. Và mình giữ lấy chìa khóa, sau đó là chúng ta sẽ đi vào cái khu vực này. Đi đến khu vực này để chúng ta đi đến cái trò chơi mạo hiểm nhất ở trong cái khu Sunwood này. Cái trò chơi này đã cảm giác mạnh nhất chưa anh? Top 1 đây ạ. Top 1 luôn à? Có ai ra mà ngất không anh? Có. Có. Như quý bà con cô bác thấy, anh đây là anh cũng hướng dẫn ở trong này rất là vui tính luôn. Và trong này thì cũng có các cái bạn trẻ như này đi vào đây chơi. Đấy, các bạn trẻ này vào đây chơi. Đấy. Và các bạn trẻ này thì vào đây xong rồi chơi các trò chơi này và sẽ sau đó sẽ có một cái cảm giác cực kỳ là phấn khích. Đây, và mến thưa quý bà con, Minh Toàn cũng chuẩn bị vào chơi nhưng mà Minh Toàn đang đứng ở đây và quay lại cái cảnh này cho quý bà con. Còn Minh Toàn lúc nữa Minh Toàn sẽ vào và cầm một cái SD cam. Và Minh Toàn lên trên này, Minh Toàn sẽ quay. Khu này là cái khu mà có thể nói là trò chơi này là trò chơi top 1, nguy hiểm top 1 rồi. Top 1 ở trong khu Sunwood này rồi, quý bà con cô bác ạ. Quý bà con cô bác cũng có thể nhìn thấy cái độ uốn khúc của các cái tàu lượn này. Và giờ đây là Minh Toàn sẽ đứng, chúng ta sẽ đợi một chút để mà cho các cái tàu này, các cái du khách này đi vào để chúng ta biết được là cái khu này nó như thế nào. Nó có thực sự là một trong những cái trò chơi top 1 của khu Sunwood này không nhé. Có sợ lắm anh? Sợ bình thường. Bình thường. Sợ đổ cái này thôi. Và sau khi mà vào gửi đồ thì chúng ta, sau khi chúng ta ra thì chúng ta cũng có thể đi lấy đồ. Lấy đồ xong chúng ta ra. Nhưng mà Minh Toàn đang đứng ở đây là đứng để chờ một cái cảm giác mạnh. Đây, quý bà con của bác chuẩn bị là được biết được cái cảm giác mạnh khi mà chơi trò chơi này rồi. Có tàu chuẩn bị lên rồi. À, khu này là khu tàu thần tốc. Đúng rồi. Tàu thần tốc ở trong đây là các bạn trẻ này ra. Mướt mát hết mồ hôi. Đây, một con tàu đang lượn. Đấy các bà con. Wow, nó đang lượn.
một cảm giác thật là thú vị. Và bây giờ Minh Toàn sẽ đi hỏi một số cái người mà chúng ta vừa chơi xong xem người ta cảm giác như thế nào nhé. Đây, đây là sau khi chơi mà chúng ta sẽ ra cái đường này. Đó. Chúng ta sẽ ra đường này. Các bạn trẻ rất là hào hứng luôn. Có sợ không em gái? Sợ không dám nhìn. Không dám nhìn à? Vừa em gái bảo là không dám mở mắt nhìn luôn quý bà con. Còn mọi người khác thì không biết là như thế nào, nhưng mà ở đây nói thật cũng chắc là cũng sẽ có một cái cảm giác cực kỳ mà phê. Cảm giác rất là phê. Em ơi, có sợ lắm không? Có sợ lắm không? À, em vừa đi xuống à? Có sợ không? Sợ hãi? Sợ lắm. Sợ. Có dám mở mắt không? Đây, đi như này. Rớt thẳng đầu xuống luôn. Lúc áp xuống, ôi ôi. Quả đấy mình tưởng mình bay mẹ ra. Em đi được mấy lần như thế này? Hả? Hai lần á? Rồi đấy á. Được, hình như là được 3 lần là được 500 à? Không phải à? Cái anh nghe nói là được ai mà được 3 lần được 500 ngàn? Không phải. Thấy bảo tức là đi mà nó sợ quá mà không đi được quá 3 lần đấy. 500 không đủ tiền đáp tan. Đây là cái trò chơi này là đã sợ nhất ở trong này chứ. Mạo hiểm nhất luôn. Nếu mà chơi được trò này là các trò khác là chơi được luôn. À phi, cái tê giác á. Cái đấy với cái này cái nào hơn? Cái này hơn. Thank you.
Và bây giờ, mến thưa quý bà con, Minh Toàn sẽ xin phép, Minh Toàn sẽ đi vào trong này, Minh Toàn chơi một chuyến để biết được cái cảm giác phê. Có phê lắm không em? Có đi lần nữa không? Có, vào đi lần nữa thật đấy á. Ôi giời. Trò chơi gọi là trò chơi mà cảm giác mạnh nhất ở khu Sun World Quảng Ninh này. Em đã đi cái này lần nào chưa? Em đi 2 lần rồi anh ạ. 2 lần, thương không? Thương rồi, lần 2 lần trong ngày hôm nay á? 2 lần trong tầm ngày luôn á? Không, 2 lần trước đây rồi. 2 lần đây, và cái đường lên của cái khu mà chúng ta sẽ lên đây, có em gái xinh đẹp còn rất là phấn khởi khi mà lên đây chơi. Đây là phía trong. Đấy, các bạn trẻ này rất là hứng khởi. Đó. Rơi á? Nên thưa quý bà con, Minh Toàn vừa đi cái cáp treo này, ở cái trò chơi này đang một trong những cái trò chơi mà phải nói là nguy hiểm nhất ở đây. Và Minh Toàn ngồi cái đầu mà phải nói là có một cái cảm giác cực kỳ là nó khó tả lắm luôn bà con. Lần đầu Minh Toàn chơi trò này và cũng là cái cảm giác ngồi ghế đầu tiên luôn. Toàn nghĩ nếu mà ai mà tim yếu thì chúng ta không nên chơi trò chơi này. Một cái cảm giác bởi vì là Minh Toàn vừa rồi không dám đưa cái máy quay này lên cầm lên, bởi vì là lên đấy chơi là bị rung tay rung người. Mà với Minh Toàn là một cái tính cách mạnh mẽ mà Minh Toàn còn không dám, nhiều lúc Minh Toàn phải nhắm mắt. Quá nào ấy nhỉ?
Một cảm giác thật là phê đấy, thì bà con của bác nhìn thấy. Nếu mà chúng ta mà ngồi đầu thì là quá phê luôn. Thank you.